Xin chào các bạn, một lần nữa chúng ta lại được gặp nhau tại sân vận động El Libertador để thưởng thức trận đấu cực kỳ hấp dẫn sắp diễn ra. Trận đấu đã chính thức được bắt đầu. Anh nghĩ đang nhận được sự trợ giúp từ đồng đội. Về Zanetti. Họ đã bất cẩn làm mất quyền của sân bóng. Vâng, hy vọng rằng họ có thể phối hợp tạo những cơ hội thực sự vào ngày hôm nay. Dani Alves. Luka Modric, Ronaldo, Luka Modric, được đội 10 này. Vâng, rất đáng tiếc, rất thất vọng. Anh biết rằng mình có thể làm tốt hơn. Và các khán giả thực sự đang bị cuốn vào trận đấu này. Vâng, họ đang tạo ra những làn sóng người. Wow, khi mà người ta nói rằng khán giả không có tác động đến các trận đấu, họ nên đến xem những đám đông cuồng nhiệt trong một trận đấu như thế này. Cần phải chú ý hơn, đừng để mất quyền của sân bóng nữa. Luka Modric, anh ấy sẽ lựa chọn hướng tấn công nào đây? Đồng đội hỗ trợ của anh ấy ở cả hai bên rồi. Ronaldo. Nicolas Pannball. Cầu thủ giữ bóng thì các đội vây quanh. Cầu vệ sẽ phải tổ chức một cơ hội tuyệt vời được mở ra. Đã có cơ hội ghi bàn. Có thể hàng phòng ngự vừa gặp vấn đề nhưng họ đã có bóng an toàn và kết thúc mọi nguy hiểm. Chắc chắn là sẽ. Wow! Quyết định ngay lập tức nhưng vô cùng chính xác. Vâng, đó hẳn là phẩm chất của một thủ môn hàng đầu. Quá xuất sắc, một pha đánh góp rất tốt. Luka Modric, anh ấy đang tiến đến cầu môn. Một cơ hội tuyệt vời và đó là một pha cản bóng tốt nhưng bóng lại lăn vào khu vực tranh chấp. Anh ấy vẫn đang dẫn bóng. Vâng, anh ta rất muốn giúp bóng. Nicolas Pannball nên đồn tạt đai. Ronaldo. Và chúng ta đã đi hết nửa chặng đường của trận đấu. Hãy xem ý kiến người đồng nghiệp của tôi. Đã 45 phút trôi qua mà không bên nào có thể phá vỡ thế trận cân bằng này. Vâng, họ cần phải làm một điều gì đó. Bóng đã bắt đầu lăn trở lại. Hiệp thi đấu thứ hai đã bắt đầu rồi. Ronaldo. Luka Modric. Trang đứng ở tấn công, hàng phòng ngự đã thi đấu tốt. Ronaldo. Bóng được chuyển lại giữa hai cầu thủ này. Anh ấy dẫn bóng, cú đã cản phá bóng thành công. Ba cú bóng đó giúp trận đấu vẫn nằm trong tầm kiểm soát, tất cả vẫn đang cân bằng. Luka Modric. Javier Zanetti xóa bóng rất tốt, thi đấu tốt, thật đáng tiếc. Đang dâng lên để giúp đỡ anh ấy. Đó là sự lãng phí các quyền kiểm soát bóng tốt. Already. Anh ấy đã có được bóng sau pha cản phá thành công. Anh ấy đang đối diện với khung thành, cơ hội đến với anh ta rồi. Một cú sút thật sự nguy hiểm. Pha cứu thua không thường, thủ môn là người hung của trận đấu ngày hôm nay. Có một vài đồng đội đang theo sát hỗ trợ anh ấy ở vị trí hiện tại. Vâng, đó là lãng phí quyền kiểm soát bóng. Gareth Bale.
tích. Một pha bóng trả về đến cầu thủ chuyền bóng cho anh ấy lần đầu tiên. Luka Modric, Toni Kroos, anh ấy đang cần sự trợ giúp từ đội tuyển ngay lúc này. Cầu thủ đối phương đang cố chặn đứng anh ta. Một pha trả bóng về cho thủ môn. Tôi cứ nghĩ bóng đã qua vạch vôi nhưng đó quả thật là một pha cứu bóng rất tốt. Đó là pha cắt bóng của Kroos. Bây giờ bóng đã thuộc về họ. Thật đáng tiếc, bóng được chuyền bóng đã ra ngoài sân. Messi. Giữ một bài kiểm tra cho ba phòng thủ của đội bóng vậy. Một cú bắt bóng rất gọn gàng của thủ môn. Vâng, đồng đội đang đến để hỗ trợ anh ấy. Messi, đó chính là Messi với pha xử lý anh ta có hoàn trọng. Pha chạy bóng rất tốt của thủ môn, không hề có bóng nào. Tôi chỉ tự hỏi khi nào chúng ta có bàn thắng quyết định trận đấu. Chúng ta chỉ còn 5 phút cuối cùng này thôi. Toni Kroos. Ban ngủ đang thi đấu rất vững chắc. Sergio Busquets. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Anh ấy đã có một pha ghi bàn tuyệt đẹp. Bàn thắng rất muộn. Trận đấu này đã trải qua đủ các cung bậc cảm xúc và bây giờ là một chiến thắng vào phút cuối cùng. Vâng, có tin được không? Mọi người đang bỏ hòa thì bây giờ họ chắc chắn sẽ giành một chiến thắng. Tỷ số đang là 1-0. Và ngay giờ đây trọng tài đang ra hiệu kết thúc trận đấu.